console in game. Ôi, golem trận này vẫn ăn rồi. Miner làm sao ăn được golem? Golem thứ hai đẩy golem này hút ngay cầu này, chưa được chưa đủ ấy đép cái này đã cái này mới là đẩy golem rồi. Golem mùa này con icing với sắt đủ với trời à. Yotaro mùa này con golem là con ai xin đất thủ vẫn chảy làm slow tận 3 tận 2 nhiều gặp con này nó tạm rồi rồng vào đâu đi như bơ rồi golem đầy bước golem hay như vậy rồi. Không, mai ngờ không bao giờ ăn được, cứ đẩy thôi. Con này cứ phải đẩy thủ. Bơ chém kinh khủng. Ôi tôi bơ nó biết rồi phải đi. Ôi thủ như nào không thủ được luôn. Thôi con rồi tôi rồi không bình phải hay chưa cứ coi dần thôi. Cô lên vào thẳng được vài cái xong không quan trọng. Cô lên vào này, ôi cô lên tiếp hai phút là cũng đỡ đúng rồi. Đấy có nổ đấy, có nổ có thêm sắp được. Đấy, tiếp tục đẩy golem này. Yeah, sắp offline. Đấy, 400 máu. Nổ tiếp. Ôi. Cái đánh của ông đây là rất hay, là không biết con nào là cần ghép trước, con nào trước sau. Phân phối quân rất tốt. Vừa bắt đầu golem có bị thiệt với ly thì cũng ghép tốt. Đấy. Đấy, thủ biết này. Thủ trước, thủ con gì trước này, thủ con gì sau này. Đấy, boomer này. Đấy. Đấy, nằm xuống rồi. Đấy, được hạt 10 lần trước sau. Hút điên. Đánh hay như thế nào? Ah!
Thank you.
Oh!
Yeah.